Thưa quý vị, Chuyển động BRT là chương trình định kỳ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vào mỗi cuối năm dương lịch để điểm lại những sự kiện, vấn đề nổi bật của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong năm đã được những người làm phát thanh truyền hình BRT ghi nhận phản ánh. Đây cũng là dịp để khắc họa những nỗ lực của BRT trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, chia sẻ cùng khán giả những buồn vui tác nghiệp, cho khán giả truyền hình hiểu thêm về hoạt động ngành phát thanh truyền hình. Năm 2020 đầy biến động, nhiều dấu ấn thông qua Chuyển động BRT, khán giả cũng có dịp nhìn lại toàn cảnh bức tranh kinh tế, văn hóa, xã hội của Bà Rịa Vũng Tàu. Với chủ đề vượt xoáy, chương trình có sự đan xen giữa thông tin chính luận và nghệ thuật, tạo ra cung bậc cảm xúc sâu lắng cho khán giả trong thời khắc đón chờ năm mới 2021 vào tối mai 31 tháng 12. Lấy cảm hứng từ thành quả Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, cả nước nói chung đạt được khi đã vượt qua những vòng xoáy khó khăn của thiên tai dịch bệnh. Những người làm thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kết nối thành câu chuyện nhiều màu sắc, đan xen giữa nhiều thể loại, chính luận, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu tọa đàm trong chương trình truyền hình đặc biệt Chuyển động BRT 2020 Hành trình vượt xoáy. Chương trình gồm có 4 phần với tổng thời lượng 1 tiếng 45 phút. Trong đó ở phần 1, các phóng viên, biên tập viên, đạo diễn quay phim BRT sẽ chia sẻ cảm nghĩ về năm 2020, đồng thời kể lại những câu chuyện ấn tượng nhất trên hành trình tác nghiệp trong vòng xoáy dịch bệnh, thiên tai để mang đến cho khán giả thông tin xác thực kịp thời. Tiếp đó ở phần 2 là sự khắc họa bức tranh đẹp đẽ và sinh động về tinh thần đoàn kết dân tộc để kiểm soát, khống chế được đại dịch COVID-19. Bà Rịa Vũng Tàu dù là địa phương kinh tế mở nhưng có sự đồng lòng chung sức của toàn dân nên tỉnh không có trường hợp nào lây nhiễm COVID trong cộng đồng. Bà Rịa Vũng Tàu còn rộng mở đón hàng ngàn công dân Việt ở nước ngoài về nước tránh dịch, chia sẻ bệnh viện, nhường doanh trại, đùm bọc lẫn nhau để không ai bỏ lại vì dịch bệnh. Khó khăn chồng chất vì dịch bệnh, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu còn tiếp tục nhường cơm sẻ áo cho đồng bào thiên tai. Tất cả góp phần tạo nên một Bà Rịa Vũng Tàu, một Việt Nam đầy ngưỡng mộ trong mắt bạn bè quốc tế. Tiếp đến là hành trình vượt xoáy, giới thiệu những điểm sáng trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong một năm đầy biến động, khó khăn, thách thức. Ở điểm cuối hành trình vượt xoáy 2020, Chuyển động BRT chọn không gian tươi trẻ để khắc họa sức sống mới của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng là thể hiện sắc màu sống động của truyền hình BRT về cuộc sống con người Bà Rịa Vũng Tàu. Năng lượng mới ở đoạn cuối hành trình được tạo ra từ một kỳ đại hội đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công từ những sự kiện khoa học công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao tầm quốc gia do Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai và năng lượng từ sức trẻ của các công dân trẻ Bà Rịa Vũng Tàu cũng là nguồn năng lượng dồi dào, thúc đẩy người làm báo hòa nhịp với những sự kiện trọng đại của ngành, của tỉnh, để tất cả cùng vững tin bước vào năm 2021. Vào dịp cuối năm, đài BRT làm cái chương trình Chuyển động phòng thời sự đảm nhiệm. Thì tôi ấn tượng nhất là cái phân đoạn mình giao lưu với các bạn trẻ của nhóm nhạc của nhà văn hóa thanh niên. Thật sự là mà khi hàng ngày làm cái công việc thời sự, tin tức hàng ngày, nhưng hôm nay được ra hòa nhịp chung với các bạn trẻ, mình cảm thấy là rất là vui, rất là hứng khởi cho một năm mới tràn đầy sức sống. Đó cũng là tạo cái động lực để cho mình tiếp tục cho năm mới được tốt hơn. Tụi em đã trình diễn một màn tiết mục rất là tuyệt vời cho ngày hôm nay, một buổi không gian rất là tuyệt vời. Và rất mong quý vị khán giả luôn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình Chuyển động BRT ạ. Bằng tất cả nhiệt huyết của những người làm phát thanh truyền hình BRT, chương trình truyền hình đặc biệt Chuyển động BRT 2020 Hành trình vượt xoáy hứa hẹn là bữa tiệc ấn tượng dành tặng cho quý khán giả xem đài trong đêm cuối năm. Chương trình sẽ lên sóng từ 22 giờ đến 23 giờ 45 phút tối 31 tháng 12 năm 2020 trên kênh BRT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.